Tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý khán giả tập 1 bộ phim Ở trọ Trần Gian của nhóm tác giả Duy Kiên, Mai Hoa. Với thể loại tâm lý xã hội xoay quanh cuộc sống của vợ chồng Hải, Lan, chuyện phim như một bức thông điệp gửi đến các bạn trẻ. Hãy luôn biết giữ gìn, chia sẻ, quan tâm đến tổ ấm của mình trước những vòng xoáy và cám dỗ của cuộc sống hôm nay. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tập 1 của bộ phim. Một giấc mơ thôi, ôi giấc mơ phù du. Tình mình chỉ vào đêm tối u sầu, phiêu lãng chưa đi về đâu. Em có đây nụ hôn đầu tiên cho về anh. Truyền miệng trôi vào gì vắng buồn. Anh có đây yêu đầu tiên, ta ngồi trong màn đêm bình yên, quên đi gây đớn giấc mơ tàn phai. Sếp Hải, làm việc mà cứ ngáp ngắn ngáp dài thế này thì bao giờ lên chức trưởng phòng hả? Đêm qua phải đá thêm nghiệp vụ hả sếp? Chính phụ cái con khỉ, bận tối mắt tối mũi. Ngày làm không hết việc, phải tranh thủ làm đêm. Còn sức đâu mà đá với chả đấm ống này. Anh Hải, anh có biết con người trong công việc cần đức tính gì cao nhất không? Dạ, trách nhiệm ạ. Đúng, trách nhiệm. Đây anh xem, chỉ là bản quyết toán của công ty tháng này mà sai đến hàng chục triệu. Một kế toán hàng đầu như anh mà mắc những lỗi ngớ ngẩn như thế à? Dạ thưa sếp, em chỉ thiếu mỗi một con số 0, còn phần kết toán bằng chữ thì vẫn chuẩn xác đấy chứ ạ. Lại còn cãi à? Trên ai có thời gian mà đọc những con chữ? Họ chỉ lướt qua những con số thôi. May mà tôi kiểm tra lại đấy, chứ thế này mà nộp lên trên thì chết. Thôi, chữa luôn đi rồi nộp lại ngay cho tôi nhé. Dạ em sửa lại ngay ạ. Tôi hỏi lại, đức tính cao quý nhất của người cán bộ là gì? Dạ, trách nhiệm ạ. Nhớ đấy nhá. Dạ. Thế là tỏi mất chức trưởng phòng rồi sếp ạ. Tao đấy cần. Đứa nào thèm ấy thì lên mà nịnh bợ sếp ấy. Thèm vào hay thèm ra đây? Alo. Công ty... anh đây. Em đây à? Có việc gì thế? Bây giờ là mấy giờ rồi mà anh còn không đi đón con hả? Công ty đang nhiều việc. Này, làm mẹ thì phải có trách nhiệm đón con chứ. Dạ, thưa chị, đây là những bệnh án bệnh nhân mà chị cần xem ạ. Sao bây giờ mới mang tới? Nó bị thất lạc, bây giờ em mới tìm ra. Thất lạc? Suốt ngày lượn với lờ, thất lạc cái gì? Chị bảo ai lượn lờ đấy hả? Thôi cô đi ra đi. Lương thế, chị đây cũng chỉ làm thế thôi nhá.
Anh ơi, mẹ kìa. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Đưa mẹ. Bố đâu hả mẹ? Sao mẹ bắt chúng con chờ lâu thế? Mẹ xin lỗi, bố bận mà mẹ còn dở công việc. Thôi, lên xe đi. Về còn tắm nữa. Ngồi lên con. Mẹ ơi, con đói lắm. Ừ, tít, nhanh lên con. Ngồi chắc vào. Xong chưa? Rồi ạ. Nào, uống đi. Phải phá giới đi anh Hải ạ. Bia là chống stress hiệu nghiệm nhất đấy. Em lại cứ tưởng anh Hải sợ vợ. Thế mà chiều nay thấy ông anh trả đòn bà chị giỏi thật. Đúng là đáng mặt đàn ông. Kính nể. Kính nể đại ca. Em sẽ học đại ca. Tí nữa về con vợ em mà nó làu bầu á, em trọ nó một cái bạt tai. Tao đấy chứ không phải vợ mày đâu. Mày say giả vờ đấy. Chết chết, xin lỗi. Đang diễn tập để tí nữa về con chị vợ. Chị vợ? Mày mà dám chị vợ. Nó quắc mắt một cái đã sun vòi lại rồi. Thế mới biết các cụ ngày xưa nói chẳng sai tí nào cả. Nói thế nào? Dạy con từ thuở còn thơ, dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Nghĩa là thế nào? Mày biết không? Không. Nghĩa là ngay từ lúc nó mới về thì mày phải bạt tay ngay. Đằng này mày để nó đè đầu cưỡi cổ mày rồi thì còn dạy thế nào? Em nói thế đúng không hả sếp? Thôi, tôi xin các ông, bố mẹ các ông có chức có quyền thì mới trị được vợ, chứ con mụ vợ tớ nó đành hành mỏ đỏ lắm. Mà ngày tớ lấy vợ, các cậu có biết họ gọi tôi là gì không? Là Hải Chuột. Sao lại là chuột? Vì vợ tớ là dân Hà Nội, bố mẹ thì có chức có quyền, giàu có hơn tớ, nên họ mới gọi tớ là chuột sa chĩnh gạo. Đứa nào dám gọi sếp làm chuột, để em cho chúng nó một trận. Thôi, tôi xin cậu. Tớ ỉ ạch mãi thì mới lên được cái chức phó phòng. Mụ vợ tớ ấy đã lên đến chức trưởng khoa rồi đấy, lương hơn mình. Ấy, giờ lại đang học cao học, chuẩn bị lấy bằng thạc sĩ. Nay mai làm giám đốc có xe riêng đi. Lúc ấy tớ bộc tài thì đếch nào được. Lẽ phải thuộc về kẻ mạnh, xếp cứ tẩn mạnh vào là xong tuốt. Thôi đi ông. Uống đi. Tớ sống bây giờ chỉ là ở trọ thôi. Sống trọ. Cuộc sống đích thực của tớ các cậu biết ở đâu không? Ở đâu ạ? Trên tinh cầu ấy kìa. Đấy mới là nhà tớ. Tôi nay ở trọ trần gian, trăm năm về chốn xa xăm cũng đành. Con gái yêu của mẹ, mẹ xin lỗi. Mai mẹ sẽ mua nhiều kẹo mút cho Mít nhá. Sáng mai mẹ sẽ đưa hai anh em đi ăn phở, không phải ăn mì ở nhà nữa. Vâng ạ. Này cái ông điên kia, có im đi cho hàng xóm người ta ngủ không? Tối nay ở trò chơi.
tối nay ở trọ Trần Gian. Tối nay ở trọ Trần Gian. Anh thôi đi, có để cho con nó ngủ không đấy hả? Thì anh đang hát ru cho nó ngủ mà. Anh đúng là điên rồi. Khiếp, mùi bia rượu nồng nặc tởm quá. Anh cút ra ngoài kia cho con nó ngủ. Cô đi vào. Vào. Tối nay ở chợ Trần Gian, trăm năm về trước, xa xăm cũng đành. Anh điên à? Có để tôi yên không đấy? Suốt ngày đã phải tiếp xúc với bệnh nhân, giờ lại gặp phải tâm thần. Úi gì? Đồ điên, bỏ ra. Thế nào, tỉnh rồi hả? Anh bảo anh ở trọ Trần Gian, anh ở trọ cái nhà này chứ gì? Đâu, anh có nói thế bao giờ đâu. Lại còn chối nữa. Đây không phải nhà trọ nhá. Mời anh đi ra khỏi nhà tôi, cho mẹ con tôi nhờ. Kìa em, từ nãy giờ anh có nói gì đâu. Toàn em nói đi chứ. Thế đứa nào vừa hát? Tối nay ở trọ Trần Gian, mai sau khuất mắt sao em cũng đành hả? Đấy, đấy là rượu hát, bia hát. Anh thì anh hát thế này này. Hôm nay được ở với em, mai sau răng mõm, răng long cũng đành. Tôi, nào, đi tắm đi nhá, rồi em chiều. Rồi, rồi, đi. Vào đi. Ơi, này, không lấy quần áo cho anh à? Này, đây không phải là khoa thần kinh. Khám. 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 Anh muốn khám à? Tôi sẽ dẫn anh đến phòng khám. Đi. Khám. Phòng khám ở trong này, anh vào đi. Khám. Khám. Mời anh ngồi. Há miệng ra. A đi nào. A. Kiếp quá. Sao lại làm như thế? Sao thế chị? Không. Sao cô lại mang bệnh nhân tâm thần vào đây hả? Em có mang đâu ạ? Không mang mà anh ta lại vào đây à? Tởm quá. Bà vệ, bà vệ. Không, 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 không.
cơ mà. Lâu thế, bị tắc đường. Mày sướng thật đấy. Dại gì mà đâm đầu vào khổ. Đời là mấy tí. Uống gì? Sinh tố mã cầu bơ nhá. Nước cam như mọi khi. À, hay là bia nhá. Em ơi! Kinh quá. Sao thế? Chị cần gì ạ? Cho một bia nữa nhá. Vâng ạ. Mày biết không? Sáng nay có một lão tâm thần đi nhầm vào phòng tao khám. Tao không biết, cũng khám. Đến khi đưa cái đũa khám vào họng ông ấy, lão nhổ đầy vào mặt tao. Tởm lắm, khiếp. Này, mày có kiểu cười quyến rũ lắm. Sao không tận dụng? Giờ này thì còn quyến rũ ai nữa hả ba? Này, nhìn xem có giống mụ bổi không? Trang điểm đi. Mời chị ạ. Này, chỗ em có bánh mì bít tết với khoai tây chiên không? Có ạ. À, có bún chả không em? Dạ có ạ. Hay đấy nhỉ? Cho hai suất nhá. Vâng. Này, trông mày còn ngon lắm. Cười lên nào. Giờ đừng nói với tao là mày chán sống nữa nhá. Hay là lão chồng mày bị trục trặc? Trục trặc cái gì mà trục trặc? Lão ấy cứ như ngựa vía, suốt ngày lồng lên. Thế à? Hay là... Thôi chết rồi. Thế có khi mày bị bệnh lãnh cảm đấy. Tao mà lãnh cảm á? Chứ còn gì nữa? Chồng như thế mà cứ ỉ ra như khúc gỗ. Không lãnh cảm thì gọi là gì? Có khi mày nói đúng đấy. Tại mày tham công tiếc việc quá đấy mà. Này, cuộc đời còn nhiều điều thú vị mà tao với mày chưa khám phá hết đâu. Thôi xin bà. Hay là thử cặp bồ đi. Thay đổi tư duy đi chứ. Lại có phiêu lưu mới, hồi hộp mới. Lại có ngóng chờ, thương nhớ. Và cảm giác lạ nữa đấy. Mày đang nói thật hay nói đùa đấy? Sao mày cứ thích hỏi rạch ròi thế nhỉ? Thật thì bảo thật, giả thì bảo giả chứ sao? Thôi xin bà, chồng con rồi kỳ lắm. Vì lại tao làm gì có thời gian, bận tối mắt tối mũi. Hết chồng lại đến con, rồi con lại đến chồng. Ấy là còn chưa kể đến mẹ già đấy. Cứ cặp bồ đi, khắc có nhiều thời gian rảnh rỗi. Thì vị lắm đấy. Mày có vẻ nhiều kinh nghiệm quá nhỉ? Này, gái 32 tuổi đã toan đi đời rồi đấy. Mời hai chị ạ. Cảm ơn. Ăn thử đi. Cơm mãi chán rồi. Ăn thử bún chả xem có lạ không. Nào thử. Lạ không? Lạ. Ngon không? Ngon. Anh ơi, anh nói thật đi. Có phải bố mẹ đã bỏ rơi chúng mình rồi phải không ạ? À? Em đừng nói chuyện ấy. Thế sao tối qua bố mẹ cứ cãi nhau về trách nhiệm đón chúng mình? Bố dạo này bận nhiều việc ở cơ quan. Thì mẹ bảo mẹ cũng bận. Hay là chúng mình tự đi về vậy? Không được, bố mẹ đã cấm rồi cơ mà. Em đói lắm. Em đói lắm. Đây, anh có kẹo mút cho em này. Ừ thèm, em muốn bố cơ. Anh đã bảo bố bận họp rồi mà. À, mẹ kia. Con chào mẹ. Mẹ, con tưởng bố mẹ bỏ rơi chúng con rồi. Mẹ xin lỗi, mẹ làm sao bỏ rơi cục cưng của mẹ được. Ơ kìa, sao mẹ lại mặc áo này?
Mẹ họp muộn quá nên mẹ có để ý gì đâu. Thôi con lên đi. Vâng ạ. Nhanh lên. Mình chắc rồi nhé. À, trời. À, anh uống nốt đi. Rồi. Đủ rồi. Này, chắc ông anh lại bị bà chị át vía rồi chứ gì. Đứa nào dám át vía được anh? Lần trước ấy, uống tụi mày nhiều quá. Về những đầu như bô bổ. Em hỏi thật sếp, vợ sếp có ai ghen? Nó còn thời giờ nữa đâu mà ghen. Thế thì gay đấy. Gay cái gì? Hả? À, ý nó muốn nói ớt nào mà ớt chẳng cay. Gái mà không ghen ý thì có nghĩa là chán chồng rồi. Mà chán chồng rồi thì ngoại tình thôi. Này, tao cấm chúng mày nói xấu vợ tao nhé. Vợ tao nó đành hanh cổ thật đấy. Thế nhưng mà chưa bao giờ tao nghe thấy hoặc là nhìn thấy nó đánh mắt đưa tình với thằng nào. Nhớ chưa? Em nhớ. Em hỏi sếp nhá, sếp đã bao giờ ăn phở chưa? Phở hả? Chưa. Chưa lần nào? Thật không? Thật. Thật á? Thế thì sếp quả là một người chồng mẫu mực, một người cha tuyệt vời. Em xin phép ra đây một lúc. Anh cần gì ạ? Anh bảo. Chào anh nhé. Em công nhận, trong thế kỷ xã hội hóa, toàn cầu hóa thế này mà có người nghiện cơm như anh, quả là hiếm. Cậu ơi. Anh. Nghe nói anh bị vợ cách ly hả? Anh ai bảo thế? Thương quá. Mẹ ơi, mẹ chuyển kênh phim hoạt hình nha con. One part kid, 10 parts hero. Ben 10. Monday through Thursday, 7 p.m. Cảm ơn only in Toonami. That's what I call well done. Oh my gosh, you remember? Eat me though. Nhìn này. Bố. Ơi, sướng quá. Tít đâu rồi? Tít đâu rồi? Tít đâu rồi? À, Lego. Của em chứ? Không, anh bố mua cho anh mà. Bố mua cho cả hai mà. Hai đứa ra ngoài kia chơi chung đi nhá. Vâng ạ. Cất cho anh cái. Anh đi ăn cơm luôn đi. Anh ăn rồi. Lại bia rượu phải không? Khổ lắm cơ. Đi xuống cửa hàng kiểm toán, người ta cứ ép uống thì biết làm thế nào hả? Khiếp quá. Thôi, đi tắm đi. Nào. Yeah. Sếp đến đâu rồi? Anh đang xếp này. Đưa đèn xếp cho. Thế nào? Có thích không các con? Dạ. Có ạ, thích lắm ạ. Thế còn Mít? Lần sau bố phải mua cho con một bộ như thế này để con xếp thi với anh Tít. Được rồi. Cứ học giỏi rồi bố sẽ mua cho nhá. Vâng ạ. Anh ngồi chơi với con, để em đi giặt nhá. Mở được rồi. Cái của anh đâu? Xếp cái này lên trên này con này, đấy. Thế, thế thì mới xếp được chứ. Đâu rồi nhỉ? Có một nước hoa đàn bà. Anh Hải ơi! Có chuyện gì thế? Vào đêm nhờ một tí. Gì thế em?
Hả? Mùi này mùi gì hả? À, chắc là khi kiểm hàng nó dây vào ấy mà. Kiểm hàng? Rành danh ra như thế. Chắc lại con danh nào nó ấp vào người anh đấy mà. Kìa em. Lại còn cãi nữa. Sao em cứ đa nghi như Tào Tháo thế hả? Sao lại không đa nghi? Cứ liệu đấy. Ông mà lén phén với con nào, tôi cắt đấy. Khiếp. Thế mà anh dám cam đoan với bọn cơ quan anh rằng em không biết ghen là gì? Ai mà chả ghen. Cứ thử chạm vào xem. À, chạm hả? Chạm đây. Anh bảo này, ghen là yêu đúng không? Yên nào. Thì anh còn nó vào bây giờ đấy. Anh ra ngoài kia chơi với chúng nó đi. Để em giặt xong đã. Nào. Tít mít ơi. Dạ. Gọi bố ra chơi cùng này. Bố ơi, ra đi chơi với con. Này, nằm lại đi, cho em nằm với nữa chứ. Dậy nào. Dậy. Đánh răng, rửa mặt, ăn sáng rồi còn đi học nào. Dậy nào. Con không dậy đâu. Bố yêu, có mẹ sang á, mẹ phát vào đít thế này này. Con muốn ngủ lắm. Nào, dậy đi. Con gái rượu của bố nào, bố bế nhá. Nào. Không dậy đâu. Đây, của con đây. Đợi mẹ một tí đã. Cho anh 2 trứng. Này. Ăn 2 trứng rồi mà ngủ khì. Vô tích sự. Hôm nay em làm sao thế? Chẳng sao cả. Nhìn gì? Ăn nhanh lên rồi còn đi học. Nhanh lên các con. Lên đi. Gọi bố đi con. Bố ơi, nhanh lên bố ơi. Bố đây. Bố đây rồi. Kìa bố. Bố quên. Để bố lên lấy. Đẹp mặt chưa? Em vội thì cứ đi trước. Đợi bố một lát nhé.
Nhớ chiều đón con đi nhá. Ờ, anh biết rồi. Ê chết, xin lỗi chị. Tôi vô ý quá. Không, không có gì đâu ạ. Gửi chị. Chị có sao không? Không sao đâu, cảm ơn anh. Tại sao cửa hàng số 4 và số 5 do cậu quản lý, tháng này doanh thu lại tụt như thế? Dạ, có thể là do giá cả sinh hoạt đắt đỏ nên sức mua giảm ạ. Dạ, chào sếp ạ. Cậu lại đến muộn 15 phút rồi đấy nhá. Úi giời, dạ, báo cáo anh, thằng Tít nhà em mắc cái tội không có lý do gì hết. Đã đến muộn là đến muộn. Thử hỏi cả cái phòng này đều đến muộn thì còn gì là công ty nữa. Dạ vâng ạ. Từ nay cậu tạm thời nhậm chức trưởng phòng thay cho ông Hòa. Đi xuống các cơ sở, kiểm tra tình hình kinh doanh. Cửa hàng nào mà sai phạm, cậu phải chấn chỉnh ngay. Rõ chưa? Rõ. Chúc mừng sếp nhé. Vơ vẩn. Thưa chị, có một bệnh nhân cần gặp ạ. Hết giờ rồi cơ mà. Hẹn họ chiều đến. Dạ. Chào chị. Tôi đã bảo để... ôi, xin lỗi, chào anh. Gửi chị. Ôi, may quá. Xin nữa tôi phải đi làm lại cái khác. Anh nhặt được ở đâu thế? Lúc chị bỏ chạy ngoài hành lang. Anh đến từ sáng, sao bây giờ mới vào khám? Không, cảm ơn chị. Hôm nay là ngày tôi đến nhận công tác, vì bạn trao đổi công việc với giám đốc, nên bây giờ tôi mới đến gửi lại chị. Ôi, chúng ta cùng ngành, lại cùng cơ quan. Vậy mà anh không nói luôn từ sáng, làm tôi... Lầu bầu rùa kẻ lạ mặt phải không? Tôi là Quang, vừa nhận chức phó khoa xét nghiệm. Còn tôi là Lan, trưởng khoa tai mũi họng. Cũng trưa rồi, tôi mời chị đi ăn được không? Được, tôi cũng đang định đi ăn. À, dạ. Mời chị. Này mày, chưa bao giờ thấy chị Lan cười tươi như hôm nay. Chắc mụ ta sắp được thăng chức chứ gì. Mày chỉ hay nghĩ xấu về người khác thôi. Chị em mình chỉ nghĩ đến tình và tiền. Còn mụ ta như cánh đàn ông ấy, chỉ nghĩ đến quyền và lợi thôi. Lần này thì mày nhầm to rồi. Chị mới cặp được một tay bồ rất trẻ, lại còn đẹp trai nữa. Ai thế? Bác sĩ phó khoa xét nghiệm. Tên là gì? Tao quên rồi, mới về mà. Cái kia. Đâu? Đấy. Cái kia. Ta ngồi đây. Vâng. Mời chị. Cảm ơn anh. Anh Quang. Em ơi. Mày quen anh ta à? Còn lạ gì? Đó là bạn thân của anh trai tao. Đi du học ở Pháp về. Nhà giàu lắm. Mà mụ ta cũng ghê thật đấy. Thoát một cái đã hấp hồn được anh ta rồi. Lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây. Hồi xưa chính bố tôi thiết kế bệnh viện này đấy. Ờ, thế hóa ra bố anh là kiến trúc sư à? Bố tôi vừa thiết kế vừa xây dựng. Dạ. Hồi đó tôi còn nhỏ lắm. Chỉ nhớ khi xây xong, tôi chạy dọc theo hành lang, vừa chạy vừa hét để nghe tiếng vọng của những dãy hành lang sâu hun hút.
Còn bây giờ không phải anh quay lại để nghe tiếng vọng của dãy hành lang chứ? Dĩ nhiên là không rồi. Giờ tôi đang lắng nghe tiếng run rẩy của những con vi trùng. Vương trưởng đâu? Dạ em đây ạ. Dạ. Dạ thưa anh, đây là chị Hồng, cửa hàng trưởng cửa hàng này đấy ạ. Dạ. Mặt hàng này không có trong danh mục. Vậy trong cửa hàng còn có những mặt hàng nào nằm ngoài kinh doanh của công ty nữa không? Dạ, sếp thông cảm cho ạ. Đây là các mặt hàng của cơ sở gửi đến nhờ bán để thăm dò thị trường thôi ạ. Thì chúng ta cũng đang thăm dò thị trường đấy thôi. Thế chị bán mặt hàng này được lâu chưa? Dạ, chỉ được một tháng nay thôi ạ. Vì là mặt hàng mới nên chúng em chỉ kinh doanh thí điểm. Nếu thấy có lãi, chúng em sẽ báo cáo lên công ty để khai thác ạ. Thế có tiêu thụ được không? Dạ, ít lắm ạ. Vì là mặt hàng mới nên khách chưa quen dùng. Chúng em phải vã một mép giới thiệu mà chẳng thu được bao nhiêu ạ. Thế những mặt hàng khác của công ty chị có phải vã một mép để tiếp thị không? Dạ, có chứ ạ. Cửa hàng còn ai khác không? Dạ, chỉ độc một mình em nên vất vả lắm ạ. Mấy tháng nay lãi suất của công ty sụt giảm. Nếu cửa hàng nào cũng tự ý kinh doanh ngoài luồng thế này thì chẳng mấy chốc công ty phá sản. Dạ, sếp cứ nói thế chứ chúng em chỉ mở rộng thí điểm kinh doanh mặt hàng cho công ty thôi ạ. Chứ có sai phạm gì đâu ạ. Không sai phạm? Tự ý kinh doanh ở trong hệ thống cửa hàng của công ty mà lại nói là không sai phạm? Nào chị nói đi, chị có sai không nào? Dạ, em bị lỗi rồi ạ. Vậy chị hãy viết báo cáo rõ các mặt hàng kinh doanh, lời lãi ra sao nhé. Thôi nhá, chị mới làm thí điểm, anh làm to chuyện ra làm gì. Cậu lạ thật đấy, có làm thế thì công ty mới biết năng động, biến đổi theo thị trường. Chị hiểu ý tôi nói không nào? Dạ, thế có nghĩa là thế nào ạ? À, có nghĩa là chị khai cụ thể ra đây. Dạ. Kinh doanh những mặt hàng nào, lỗ lãi ra sao, để tôi còn tham khảo. Mặt hàng nào đang chạy thì tôi sẽ đặt chị lấy số lượng lớn để phân phối cho các cửa hàng khác. Dạ, nhưng... Nhưng chị cứ yên tâm, tôi sẽ có cách nói với công ty để không khiển trách chị. Dạ, thế thì được ạ. Dạ, cảm ơn sếp ạ. Chúc mừng sếp Hải đã chính thức nhận chức trưởng phòng. Mừng anh. Dô! Mà em chịu sếp thật đấy. Sếp đi đến cửa hàng nào là giải quyết dứt điểm cửa hàng ấy. Cứ làm ăn tắc trách như cậu ấy, có ngày công ty sập tiệm ấy. Này, à, vâng, vâng. Gửi lời xin lỗi sếp nhá, em phải về đây. Ừ, cứ ngồi thêm một lát nữa đã. Một lát của các anh đẹp mất chồng mất con à. Thôi uống đi. À.
Alo. À, chị Lan ạ. Dạ, sếp em đang bận kiểm tra ở gian hàng bên cạnh. Dạ, chị có nhắn gì không ạ? Dạ, em sợ cửa hàng xa, sếp mà về đón thì hơi muộn. Hay là chị để em đi đón thay ạ? Thôi thôi, để tôi đi cũng được. Ơ chị Lan, sao chị không vào học? Điền thật đấy. Lão xưng xưng hứa đi đón con chiều nay, giờ lại kêu bận. Thế cũng khổ không cơ chứ? Em vào xin phép thầy, cho chị nghỉ một buổi học nhá. Vâng ạ. Thế là hôm nay em đã cứu cho sếp hẳn một bàn thua trông thấy. Rồi. Hôm nay không say không về. Thôi thôi, mình xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật vợ tớ. Mình mà không về sớm ấy, cây cổ thụ nó đổ sập xuống đầu toài. Thế thì ly này chúc mừng sinh nhật vợ sếp. Rồi nào. À, mà sếp đã mua quà cho vợ chưa? Chưa. Lát nữa về mua. Thế sếp định mua gì? Mọi năm mình toàn mua hoa. Ôi giời, thế thì sếp cứ yên tâm. Nhậu xong ở đây bọn em sẽ đưa sếp đi mua. Rồi, rồi, thôi rồi nào. Nào, rồi. Tít ơi! Mít ơi! Tít ơi! Mít ơi! Tít ơi! Mít ơi! Tít ơi! Mít ơi! Bác ơi! Có việc gì đấy cô? Bác có nhìn thấy hai đứa trẻ con 8 và 10 tuổi mà hay đứng ở gốc cây kia không hả bác? Lúc nãy tôi nhìn thấy chúng. Thằng anh còn mua kẹo mút cho em. Rồi chúng nó đi về phía đằng này. Lâu chưa hả bác? Lâu rồi, 15-20 phút gì đó. Thế hả? Vâng, cháu cảm ơn bác. Không có gì. Đi đâu được nhỉ? Alo, mẹ à? Mẹ ơi, hai đứa nhà con có qua đấy không? À thế hả? Vâng, 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 con qua đấy ngay ạ, vâng ạ. Đến kìa. Bao nhiêu? Dạ, của anh hết 580.000 ạ. Ơi, đã bảo là hôm nay để em thanh toán. Để bọn em thanh toán sếp ạ. Sếp ơi, mình về nhà thôi. Đi đi. Đưa sếp về thế này chị chửi chết. Ai là đến nhà cái Ngọc? Ừ, phải đấy. Taxi. Ôi, nghe cẩn thận này. Ra đây. Tại sao lại tự ý bỏ về như thế? Mẹ Mít cái nặng nặng đòi về chứ. Lại còn cãi à? Cái Mít đâu? Dạy con như thế à? Vợ chồng không biết chia nhau ra đón con cho đúng giờ, tội vạ lại đổ lên đầu con trẻ là thế nào? Tại cái thằng chồng con ý, bây giờ lại đổ đốn ra như thế. Hứa chiều nay đi đón con, đến phút chót lại lật lọng. Chồng con là ruột thịt của mình, tại sao lại ăn nói sách mé như thế được? Chồng con cái gì, tội nợ thì có. Còn mất 4 năm buổi học vì chồng vì con rồi đấy. Mẹ thấy con không được khỏe, con cứ về nhà nghỉ đi. Để chúng ở lại đây chơi với ông bà, mai đến đón cũng được. Mẹ nói phải đấy, chị cứ về đi. Để mai em đưa chúng nó đi vườn thú rồi cho chúng nó về. Hello, dì anh mưa năm. Chào dì nhá. Hello, hello.
Nào, ra đây em đỡ nào. Làm gì đấy? Qua với em. Ui giời. Nặng quá đấy. Gì đấy? Các cậu đưa tớ đi đâu ấy? Thì phải đưa sếp đi massage, cho sếp tỉnh rượu, rồi mới đưa về nhà. Lâu lắm mới thấy mặt, tưởng quen em rồi. Đâu có, hôm nay đưa sếp đến, em nhớ phục vụ chu đáo đấy nhá. Rồi. Đi đâu? Dịch vào. Ấy. Thế em còn muốn đi làm cửa hàng nữa không? Sao lại không? Anh điều thì có. Thì cứ hỏi sếp anh thì biết. Sếp ơi, có phải cửa hàng số 4 còn thiếu một chân bán hàng không sếp? Đây. Em xin vào đấy làm có được không anh? Thì cứ chiều sếp anh đi đã. Bây giờ anh để sếp anh ở đây cho em trông nom. Bọn anh phải đi mua quà sinh nhật cho vợ sếp, chốc quay lại đón. Nhá. Thế không qua đêm à? Tôi để ông khác. Chắc hôm nay sếp anh phải về nộp thuế cho vợ. Anh đi nhé. Xin lỗi, hôm nay tôi mệt lắm. Không sao, tôi đến để chúc mừng sinh nhật Lan thôi mà. Sinh nhật? Thế mà tôi quên mất đây. Chúc mừng sinh nhật Lan. Cảm ơn anh, mời anh vào nhà. Cảm ơn. Anh vào đi. Cảm ơn. Mời anh ngồi. Xin lỗi, nhà cửa bừa bộn quá. Không sao, nhà có trẻ con gọn gàng làm sao được. Thế anh và cháu đâu hả Lan? Chồng tôi còn bận nhậu nhẹt. Các con tôi thì về ngoại rồi. À, mà sao anh biết sinh nhật tôi? Thời đại thông tin mà. Cảm ơn anh đã đến mừng sinh nhật tôi. Giờ thì tôi mời anh ra hiệu ăn mừng sinh nhật tôi có được không? Tuyệt, tôi cũng đang định nói điều này. Vậy anh chờ tôi một chút nhé. Lạ nhỉ. You were born back far away, so
Uống đi. Nào uống đi. Mời anh chị. Mời chị ạ. Ai đấy? Một người bạn ấy mà. Mà tại sao đến tận bây giờ anh vẫn sống độc thân? Đấy là một câu hỏi khó trả lời. Thực ra tôi thích thế. Thế bố mẹ anh không nói gì sao? Nói chung thì có, nhưng các cụ có quan điểm khá hiện đại nên cũng không bắt ép con cái lắm. Hẳn nào anh mới không theo nghề của ông. Ta chọn được món chưa? Nhà hàng này có món rau sắng ngon lắm. À, mà mọi khi Lan thường mua rau ở đâu? Mua ở chợ, chứ còn ở đâu nữa. Là bác sĩ mà Lan ẩu thật đấy. Lan có biết mua rau ở chợ toàn thuốc trừ sâu không? Đó là một chất độc tích tụ lâu ngày, đàn ông sẽ bị vô sinh, đàn bà sẽ bị ung thư đấy. Anh có vẻ nghiên cứu kỹ về vấn đề này quá nhỉ. Vì tôi thích nghe tiếng rên rỉ của bọn vi khuẩn mà. Anh nói thế làm tôi cũng sợ. Lúc nãy tự dưng phát hiện ra thấy ở cổ mình có một cục gì ấy. Đâu? Đây này. Này, chồng Hạnh à? Không. Không sao cứ nhìn chằm chằm vào mặt người ta thế? Đừng có ghen với vẩn như thế. Chỉ là cái u nhỏ, Lan thấy nó lâu chưa? Thì vừa nãy trang điểm tôi mới phát hiện ra. Mà có sao không? Chắc không sao, chỉ là u lành thôi. Lan phải đến nội khoa để khám và lấy sinh tiết, rồi đưa về khoa tôi xét nghiệm ngay cho. Bạn Hạnh à? Bạn ngày xưa ấy mà. Bây giờ thấy nó hạnh phúc quá mình thèm. Thế lão ấy bao giờ về? Đầu tuần sau cơ. Hay là mai chúng mình đi biển đi. Đi thì đi, sợ gì. Thật nhá. Thật. Cháu chào hai bác ạ. Đây là anh Quang, bác sĩ xét nghiệm ở bệnh viện con. Còn đây là bố mẹ đẻ của Lan và các cháu. Chào chào bác ạ. Chào hai cháu. Con mời anh ấy ngồi chơi đi. Dạ thôi, muộn rồi. Tiện xe ô tô của anh Quang, con đưa hai cháu về luôn ạ. Ừ, thế cũng được. Các cháu ra với mẹ cháu đi. Dạ. Ra đi. Dạ. Tít, con lên thay áo, mẹ đợi con ở ngoài xe nhé. Vâng ạ. Con đi bố mẹ. Chào chào bác. Chào cháu. Chào bác Quang đi các con. Chào chào bác ạ. Chào bác Quang. Ngủ ngon nhé. Cảm ơn anh Quang. Tôi chưa bao giờ có một buổi sinh nhật vui như hôm nay. Thôi, khuya rồi, tôi xin phép. Chúc Lan ngủ ngon, tôi về nhé. Dạ. Bánh gato. Anh mở bánh ra đi. Mẹ ơi, con thắp nến nhá. Không, em thắp cô. Thôi em cứ cắm nến vào rồi anh bật lửa cho. Vâng. Có đợi bố không hả mẹ? Sao lại không? Lần nào sinh nhật mẹ mà chẳng có bố, phải không hả mẹ? Bố chắc nửa đêm mới về.
mẹ con mình cứ cắt ra để phần bố. Còn bây giờ mẹ con mình thắp nến nhá. Chúc mừng sinh nhật mẹ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Dậy đi cưng. Ngủ gì mà khiếp thế? Dậy nào. Cô là ai? Mà đây là đâu? Em là Ngọc Massage. Hôm qua anh say, anh Đức và một anh nữa đưa anh đến đây. Anh không nhớ à? Ở nhà. Anh quên mất. Quần áo của tôi đâu rồi? Em giặt rồi. Ai bảo cô giặt quần áo? Bẩn chết khiếp lên được. Lại còn hôi mù nữa. Trời ạ, thế tôi lấy quần áo đâu mà về bây giờ? Đêm nay anh ngủ lại đây không được sao? Ngủ đây á? Trời ơi, vợ tôi mà biết tôi đi ngủ qua đêm ở đây thì nó xé xác tôi ra. Thôi được, ướt cũng được, cô mặc ngay ra đi cho tôi. Ai lại mặc quần áo ướt, để em là cho. Nhanh thôi mà. Anh có đói không? Em nấu cháo gà cho anh rồi đấy. Không. Cô sống đây một mình à? Có anh đến là hai mình rồi. Mà em nghe anh Đức nói cửa hàng nào đấy đang tuyển nhân viên phải không anh? Cô hỏi làm gì? Vì em muốn đi làm. Chứ nghề này thất thường lại hay bị dị nghị lắm anh ạ. Lương ít lắm. Ít cũng được. Em chỉ ước ao có một nghề lương thiện thì khổ mấy em cũng chịu được. Liệu có xin được không anh? Để tôi hỏi đã. Alo. Chị Hồng Đế phải không ạ? Tôi Hải đây. Nghe nói là cửa hàng chị cần tuyển thêm nhân viên phải không ạ? Cô này trẻ, xinh đẹp, lại mau mồm mau miệng nữa. Được rồi, chị cứ yên tâm. Thôi nhé, cảm ơn chị. Này, sáng mai đến cửa hàng số 4 Láng Hạ gặp chị Hồng nhé. Em được nhận vào làm hả anh? Trời ơi, tuyệt quá. Em cảm ơn anh. Đây rồi, đây rồi. Bao tiền nhỉ? 10.000 đấy nhỉ. Đây, anh làm gì nữa? Cảm ơn nhé. Giờ này anh còn về làm gì hả? Anh biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Chúc mừng sinh nhật em. Xin lỗi. Bây giờ là 2 giờ sáng. Sinh nhật tôi hôm qua rồi. Còn bây giờ, hoặc anh hoặc tôi ra khỏi cái nhà này. Anh xin lỗi. Hôm nay được lên chức trưởng phòng, chúng nó ép anh uống nhiều quá. Nhưng mà em xem này, anh có say đâu.
vẫn nhớ sinh nhật em. Anh tặng hoa này. Rất may là hôm nay anh không say. Chứ anh say thì tôi chẳng nói làm gì. Mời anh ra khỏi cái nhà này. Ô hay. Vì sao anh phải đi đâu nhỉ? Sao à? Vì anh suốt ngày say xỉn, ở trọ lăng nhăng, bỏ bê vợ con. Anh coi cái nhà này cũng chỉ là một cái nhà trọ thôi có phải không? Kìa em, anh đã xin lỗi em rồi mà. Xin lỗi? Anh xin lỗi tôi bao nhiêu lần rồi? Tôi không thể chấp nhận cuộc sống như địa ngục này được. Cái gì? Cô nói cái gì? À, bây giờ cô đủ lông đủ cánh, tài cao đức rộng. Cô chê tôi là quê mùa chứ gì? Sống với tôi như sống trong địa ngục hả? Được. Tôi đi. Tôi đi. Chuyện gì thế? Tôi vào đây. Anh tệ thật đấy. Về nước mà chẳng đến nhà em chơi gì cả. Sợ tốn quà hay sao hả? Xin lỗi. Anh bận quá. Nào thủ tục về nước này, thủ tục vào bệnh viện này. Anh định vài hôm nữa. À, mà Tây Thành vẫn khỏe chứ em? Vợ chồng anh trai em đã chuyển hẳn vào Nam rồi. Thế không hỏi gì về em mà. Mời vào. Chào anh. À, bác sĩ Lan đây à. Mời ngồi. Linh cũng ở đây à? Linh là em gái ông bạn thân của tôi. Dạ. Tôi biết cô ấy từ ngày còn bé tí tẹo. Mới có mấy năm, cô ấy không nói tôi không nhận ra được nữa. À, Lan mang xét nghiệm đến đây à? Vâng. À, được kết quả xét nghiệm, tôi sẽ báo ngay cho. Vâng, cảm ơn anh. Thôi, tôi về đây. À, Lan này. Ai đây? Vào đi. Chào cô ạ. Cô làm ơn cho hỏi đây có phải nơi gửi phiếu xét nghiệm không ạ? Anh được chẩn đoán là bệnh gì? Tôi có một cái u, bác sĩ đang nghi là ung thư ạ. Thôi được rồi, anh cứ để đây đi. Xem đây là một trong những cái công việc mà lâu dài trong các cơ quan. Alo, sao lâu thế? Nửa tiếng nữa đến được không? Ờ, thế nhá. Mày định đi đâu đấy? Đi tắm biển. Mày sướng thật đấy. Đâu được chàng và nàng thủ thỉ tâm đầu ý hợp như chị ý. Mày nói cái gì thế?
là tao nói ở nhà hàng Vạn Xuân, người ta mớm mồi cho nhau cứ như đôi chim ý. Bậy, hôm đấy sinh nhật tao. Sinh nhật mày? Sao mày không báo cho mọi người biết? Anh chị tự tổ chức sinh nhật mảnh, riêng tư. Đắm đuối thế. Đắm đuối cái gì? Tao bận túi bụi, đến sinh nhật mình còn chẳng nhớ. Mà chồng con thì cũng chẳng hay. Đang lủi thủi một mình ở nhà thì tay đến mừng sinh nhật, lại có mang cả hoa và bánh nữa chứ. Thế à? Tao thấy dơ quá nên phải mời người ta ra nhà hàng. Thế thì phải vui chứ. Vodka nhá. Ừ. Chúc mừng. Mừng cái con khỉ. Tao đang nỗi cả ruột đây này. Sao thế? Bọn mày bị bắt quả tang à? Bắt quả tang cái gì? Tao đuổi lão đi rồi. Mày... mày yêu lão ấy thật à? Chúng mày định... Khổ lắm. Mày chẳng hiểu gì cả. Tao với lão ấy chỉ là bạn. Là bạn. Tao đang nói đến lão chồng tao cơ. Sinh nhật vợ mà 2 giờ sáng mới vác mặt về. Lần trước về tao đã sực mùi nước hoa, tao đã cảnh báo rồi. Các lão ấy chỉ đàn đúm nhậu nhẹt say xỉn thôi. Nếu về say thì tao đã không nói. Đằng này 2 giờ sáng mới về. Vẫn tỉnh táo, quần áo thì không nhầu nhĩ mà lẹ phẳng lì. Mà mày biết tính chồng tao rồi, có bao giờ mặc đồ là lượt đâu. Thế mới điên chứ. Thế thì mày trả đũa, cặp bồ cho lão ta biết tay. Không, tao không sống kiểu như thế được. Ông ấy lúc nào cũng nói sống chỉ là ở trọ. Lần này tao quyết định phải ly dị. Ly dị? Anh Quang, anh đi đâu đấy? Bác sĩ Lan có trong phòng không em? Bác sĩ Lan đang khám. Anh chờ một chút nhé. Có việc gì thế anh? Chúng tôi đã có kết quả xét nghiệm rồi. Thế sao? Lạ lắm. Theo kết quả xét nghiệm này thì Lan bị ung thư giai đoạn 3 rồi. Ung thư giai đoạn 3 á? Anh có xét nghiệm nhầm không đấy? Tôi đã làm đi làm lại đến cả chục lần rồi. Ở kìa, Lan. Bình tĩnh Lan. Lan nên lấy lại mẫu để tôi xét nghiệm lại. Thôi, cảm ơn anh. Yeah.
tập 1 của bộ phim Ở Trọ Trần Gian đã khép lại chương trình điện ảnh chiều thứ bảy tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.